lâu rồi. Trời ơi, chưa dướng cái giỏng nè. Dạ chào cô nha. Dạ, 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 qua ngồi đây đi. Giới thiệu cho anh này cho. Mừng hết sức chú Tiến Hơ nghe nói mừng, không ngủ được. Đi hát rồi giúp tiền cho mẹ. Ở nhà tôi đi đái chút, trời ơi. Cái chợt nó thấy chú Tiến Hơ té xuống cái tôi nói. Ờ, cái giọt mầm xanh luôn rồi nè. Xin chào tất cả cô chú anh em, ngày hôm nay Tiến đã đi đến nhà của em Hoàng Nam nha. Thì cái bữa trước thì Tiến quay á thì Tiến chưa có xác minh rõ ràng, thì hôm nay Tiến đích thân lại đến đây để xác minh rõ ràng coi như thế nào nha. Thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú anh em vào nhà nha. Đó, thì đây nè cái căn nhà của em Nhật Trường nha. À, Tiến lộn kêu bằng anh tại vì Nhật Trường năm nay mới có ba mấy tuổi rồi. Ở đây là đó, thì em thì bị tai nạn giao thông đã cướp đi cái đôi mắt của em. À, đây nhà của em nha, nhà thiết cắt cũng lâu rồi. Chưa dướng cái giỏng rồi. Dạ chào cô nha. Dạ, 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 qua qua ngồi đây đi. Cái hình này là ba của em hả? Dạ ba. Cái hình thời mắc bao lâu rồi cô? Được năm rồi. Mắc mới được năm nay ha. Thì cái nãy thì em cũng có đã nói là ba em còn mắc. Nhà thì nói chung ra thì cũng không có gì hết. Dạ ngồi ngồi đấy, ngồi trên bẹp chứ được không cô? Không có, không chút. Hả? Ngồi ghế. Ngồi ghế hả? Dạ. Chiếc xe này là người ta nói là người cho em đấy ha. Dạ. Là chạy tới giờ ha. Dạ em đi làm. Bao nhiêu năm rồi cô? Cho, xe này tôi tặng nè. Cho hồi đó cha nó còn sống á. 2-3 năm nay rồi anh Tiến này. 2-3 năm nay ha. Dạ. Cho hồi cha còn sống chắc tôi cũng 2 năm mà. Rồi cô mẹ, cho em ngồi kế mẹ luôn đi. Trời ơi đồ đạc để đây đặng nấu cho nó ăn, chú nó đem lại đặng tôi nấu cho nó ăn. Dạ. Đi tới đi lui gì được rồi chú ơi. Em ngồi xích vô xe, em ngồi xích vô mẹ nè, xích vô luôn, chắc luôn. Thì hồi sáng này em có xuống dưới cái chỗ của con làm đó, thì thật sự ra con chưa có tới nữa, thì Trường có điện có nói cho con hay là có em Nhật Trường xuống muốn kiếm nặng giúp đỡ. Nói chung là con thì biết cô với Nhật Trường gần lắm. Em tên mà con có... anh mày giờ nghe của em hết nè. Nói chung ra là cô đi bán thì con gần lắm, mà có cái là chưa biết nhà thôi. Dạ. Em biết cô với em đi bán bánh kẹo nè. Cô bị này lâu chưa? Bị khớp cũng 6-7 năm mà đó chứ. 6-7 năm nay à? 6-7 năm nay. Ừ. Rồi cái cha nó hồi còn sống thì cũng chạy lo chở em đi bán. Rồi cô phải chạy chở nó. Chứ cô chạy không nổi thì ra mướn cái thằng hồi sáng đó. Cái thằng hồi sáng mà chở Hoàng Nam đi xuống với chú đó. Đi là mướn nó không đó. Rồi từ chú mất tới giờ cái tôi thấy chở nó đi bán cái té. Rồi té cái giò có thẹo luôn rồi. Té chiều mai tôi nói chú ra. Giờ rồi nằm mấy tháng trời. Cái giò có thẹo luôn. Đâu có bán được chú. Rồi nó yếu đi. Nó tới sao là nó chú rồi có đi không được. Dạ. Đi không được chú ơi. Đó thì nó không có bị não bây giờ. Bây giờ đường lên cái não nó giật chút. Đây quay cái nó giật. Bữa hổm chết queo đâu. Cô bị tiểu đường nữa hả? Tiểu đường nữa. Cô thấy hổm cô ốm quá ốm rồi. Hai cái giò giờ đâu có đi được chú. Dạ. Vậy nhắc cái giò này em teo rồi. Lạnh nhất cái sao cái mà nó lạnh tối ngày gì nè chú, nó không có được bên, nóng bên, bên kia thì nó ấm cái giò mình ấm như bình rồi thường, còn bên đây lạnh thì nó kè nó giận nó dắt không. Rồi tôi nói với chú nha, rồi giờ chịch da nó giật chú, chịch da giật. Vậy giờ đâu có đi bán được, hỏi chú đi bán thì bữa được 50,000 thì chia da còn được rút men cho cô nữa. Thì gặp Trường chứ nó nói mà mơ thấy hoàn cảnh gì khổ mẹ thì anh giới thiệu cho anh này cho. Mừng hết sức chú Tiến Hơ nghe nói mừng không ngủ được. Mừng chứ lắm mừng. Tối là em tới sáng rồi không ngủ không được. Mừng sáng là tranh thủ là em xuống với anh luôn đó.
Cái sáng nó mua để kẹp bánh bò, bánh dài lợn, nó để cho mẹ ăn đỡ đi, con đi xuống với anh. Bần tôi nói chú cũng không có ngủ nữa luôn. Trái ông bài đổ giá cha, nó giá xuống dưới, nó gặp anh, nó đi đừng giúp đỡ này kia nọ. Hỏi chú vợ mận gì, vợ không có tiền ăn uống nữa. Em nó tôi nói chú khổ, bán ra nhà là trả nợ nó hết trơn luôn. Trả nợ mà lo cho em đó nghe. Thì đồ đó, tổng mới chở gì nè chú. Đó, cái nhà này mình mua lâu chưa? Nhà này mua cũng là lúc cha nó gần chết á. Là mình bán cái nhà chồng. Bán nhà chồng trả nợ hết trơn, mới mua được cái nhà này, kể chú nghe. Mua rồi mới mua được cho em, là thằng Út nó được cái dàn đồ lưu động, đặng chạy vòng vòng, đặng quá hát sướng, đặng lo cho ba đứa con nó. Hỏi chú ba đứa con gì học hành, vợ té gãy tay cả tháng nay nữa. Tôi nói chú trời dồn dập, tôi nói chú Tiến ơi khổ lắm luôn. Thì chú mà nói đi xuống với gặp chú vậy tôi mừng hết biết mừng từ sáng giờ luôn, mừng dữ lắm. Nam nó nói mẹ ơi, anh Tiến nói cỡ 3-4 giờ anh Tiến lên, trời mừng quá trời, nó mới đi thì con nó vẫn dắt không. Bữa nó đi đám cưới mà này tôi nói chú mời người ta đám cưới nhà ta đi hát rồi giúp tiền cho mẹ. Ở nhà tôi đi đái chú trời ơi, cái chợt nó thấy Tiến mà té xuống cái tôi nói cái giò mầm xanh luôn rồi nè, bầm như trái mồng tơi luôn. Tôi gượng lên mà chú ơi, không có cái gì mà tôi nắm tôi bệnh lên được hết trơn á. Yếu mà. Cái tôi nói chú, tôi bò là ngần ra ra, tôi nắm được cái cửa đó đó. Tôi nắm cái cửa, tôi kéo quần lên đi ra, mà tới bữa nay tôi nói chú không đi đứng gì được hết trơn luôn. Khổ như lắm. Cách đây cái khoảng chừng một tháng nay, một tháng có thể trên tháng, con có gặp cô mà chuyến đó là con không có mua mà con có đưa cho ít tiền. Có chú có cho tiền hoài mà không biết chuyến nào cho, nhưng mình lớn tuổi không có để ý tới được nữa. Dạ, mẹ em đấy thì mấy tháng nay con có đi bán đâu, 3 tháng rồi mẹ em không có đi ra khỏi nhà luôn. Không có đi được thì biết đi đâu được. Khổ chú ơi, mà nghe nói chú giúp đỡ mà tôi mừng quá trời mừng thiệt. Điện chồng Út nó nghe nói Hoài ơi, có anh đó, sáng giờ anh mày đi xuống dưới gặp anh Tiến giúp đỡ, nói 3-4 giờ anh lên là mẹ mừng quá trời mừng. Hỏi chú mặn cho ba đứa con nó không đủ có đâu mà nuôi cô nữa. Nói dữ lắm khổ luôn. Tôi nói trời ơi bề này tối hại trên cái giọng đó. Nói chung ra hôm nay á con muốn giúp á, thật sự ra mà nói á là con phải đi tới nhà. Con phải xem xét dưới phần cho Mạnh Thường Quân thấy được cái hoàn cảnh của mình như thế nào thì con mới giúp được á, chứ không phải nào con quay qua lo là gặp anh gặp em ở đâu em quay đó rồi giúp đỡ. Bởi vì con mới nói là hơi đích thân thì lại quay cái gia đình coi sao, có mẹ của em coi như thế nào á. Chú gì là tốt chứ lắm luôn thì đó. Chính xác vậy là chú lợi tới nhà đi chứ gì mình hỏi thăm người ta cũng như không. Thì nói chung ra là con lại đây con có không hứa gì. Con lại quay, con lại đây là con quay chỉ chia sẻ. Nếu mà cô có duyên với em có duyên thì được Mạnh Quân giúp đỡ, lúc đó con lại con giúp. Con là như là một người chia sẻ thông tin thôi. Còn coi cô với em coi có phước không. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Dạ em đúng. Cái gì ạ? Không, khỏi, đừng có điện gì hết. Cứ ngồi đi, ngồi sát vô. Ngồi sát cho mẹ nè. Không, anh không uống đâu, ngồi sát vô đi. Thì nói chung ra là không, bây giờ cũng không có đi quay thiện nguyện lâu lắm rồi. Làm bên kết nối yêu thương. Đó, thì nói chung là ai có duyên lắm thì mà còn mới là đích thân đi tới chỗ thôi. Đó, thì coi như là bữa ban đầu thì coi như là con có duyên với gia đình đi. Con cũng con có cầu mong con khi mà con đăng clip này lên nè, có cô chú anh em Mạnh Quân giúp đỡ thì lúc đó thì con lại tiếp tục nữa ha. Rồi ấm dài là coi như là mình còn đi bán không con? Vậy thằng đó nó nghỉ 4-5 ngày nay nó mới chở thằng Nam đi, bữa nay thì xuống với chú đó. Nhờ nó chở đi đó. Về cho cũng hết mấy chục ngàn. Anh Tiến nói dạng như có nói thì em không có tiền nấu. Dạng như mướn đi nó muốn làm là nó nghỉ một tí này. Nó không có nghỉ được cái mình. Nhiều cái này sửa sạn rồi, có nói chú nó không lại đi bán. Thì tôi nghĩ con ơi bà Năm giờ không có đi bán được.
mà năm đào gì cũng không dám đi bán tiếp, cầu đam đi được nhiều thì được, cũng sáng có tiền mà năm nay cũng quen đồ năn nỉ nó cần chết vậy đó chú ơi, cứ bán làm nó nghĩ à, còn đi bán tôi nói chú ta bo tiền để tiếp tiếp có lấy mẹ trơn gì, thằng này cũng có biết gì đâu. Là có thấy đường đâu mà lấy mua đưa 50 ngàn chú buông tay chứ chú nó thôi bo luôn đi Nam ơi, gì nó cũng có đưa lại đấy chú ơi, mình giờ không mua bán được có thiệt khổ. Tôi nói thiệt chú ơi, bán từ hồi cha nó ông đau tôi bán từ cái tủ, từ cái giường đang lo thuốc chồng, tại vì bán nhà chồng nó ngay đồ đạc cũng ghế hồi xưa thì mình cũng có chú. Vì rồi bán lần thuốc men, bây giờ tôi nói khổ dữ lắm mà chú Tiến ơi, giờ nhờ chú với bên Mạnh Thường Quân thương mẹ con tôi thì giúp đỡ giùm tôi, mang ơn dữ lắm, thiệt tôi đợi ơn dữ lắm thiệt. Cho giờ mình không có đường nào xây được hết trơn, chú coi bán gì có trả đủ đồ nợ nào còn thiếu tùm lum. Thì mình cũng phải chừa đặng mình mua được cái nhà nhỏ nhỏ cho con thật ở sinh sống, cho tôi nói chú vợ mình trả hết thì làm sao chỗ đâu mình ở. Khổ như lắm chú ơi thiệt. Bây giờ con cái là đi không được thôi, đi tới đi luôn không được, chú Tiến ơi khổ lắm, đi cầu đi giấy rồi bắt con dẫn không nó không thấy đường nữa. Tôi nói trời không có cảnh nào mà khổ bằng cảnh tôi chứ thiệt. Nhà cửa chúng tôi sụp hết trơn, ân sao nó cũng sụp hết trơn luôn. Đi thì sợ nhiều khi nó lọt giò chứ nó dẫn mình, nhiều khi hai mẹ con mà lọt luôn xuống dưới rồi có không biết sao lên. Ân sao dạng nó yếu cho em chồng dán, mấy lớp dán trời ơi, nghe chú lên tôi mừng từ sáng giờ nó thiệt chú mừng dữ lắm. Mừng còn luôn. Cái kết năm trước anh Tiến, kết năm trước với gạo không sao nè, rồi lớp cũng không có nữa, rồi hôm giáp năm cha của em á, rồi mấy cô mấy chú đồng đạo á, rồi cô chú rồi mấy hùng lại rồi mớ nữa một ngày trăm gì đó, rồi cô chú mua sắt làm rồi làm cái được cái kết năm trước đó đó, gạo lứa là cái lứa người ta bỏ rồi đó, lứa cũ đó rồi người ta cho rồi ngốc là làm nó hàng vô rồi anh chị rồi cô chú rồi góp lại mua cho em làm cho em được cái kết đó. Vậy là cái kết này mới làm ha, hồi giấc năm cha tới giờ người ta cho ha. Bởi vậy con thấy cái thiết này cũ nè, mà ở ngoài đó mới làm. Mà từng của cha nó rồi. Chú thấy là lúc ông đau ông nằm, chú nói chú hay nằm đây nè. Mà nắng chú ơi, chú Tiến ơi nắng, chú thấy thảm khổ luôn. Còn bộ xương nằm vậy. Nói hồi cha nó còn sống phải được cái máy này cho nó nằm cho mát không cũng được. Ủa sao không anh trong nhà mà nằm ngoài đó? Như sát, như... Nắng nó hắt vô quá anh Tiến. Cái này là nắng dữ lắm. Lúc không có cái kết đó chỉ có cái cửa ngang này thôi. Nắng nó dội vô ha. Dạ, nó hắt vô cha nằm đó. Mấy cô mấy chú mấy anh mấy chị bên Mạnh Thường Quân thương chứ chú đủ giúp đỡ giùm cho mẹ con tôi sáng thì nói chung nghe giờ thì cho mấy giấy thôi đúng thì để nước hết trơn luôn còn cách nào chứ mấy giấy như ra còn ta hồi ba tay rồi tới bữa nay chú gửi được rồi mừng quá trời mừng, điện ông gia ông lấy tiền liền đóng hết trơn cho ổng luôn. Dạ cái tiền nhà nước mà em nói anh ấy anh Tiến đã điện hớm ngày lâu lắm rồi mà có ba tay nào bữa nay mình mười mấy tay rồi nghe anh gửi tiền về cho mừng quá trời mừng vậy thôi cho anh lấy đi cháu mới cho nó vậy đó chứ để người ta điện ra ta hỏi hoài rồi mình điện đâu mình đóng cho ba. Dữ lắm chú ơi, chú lên thì tôi mừng dữ lắm chú Tiến ơi thiệt. Chung rồi con cũng gán vô đây đặng mà quay chia sẻ cho Mạnh Quân biết. Cô bây giờ hên như chết á thì mình không nói gì lo tội nghiệp này nè. Không thể được, không phải lo cho nó. Không thể nấu cơm được không? Cũng nhiều giờ do cơm. Em do cơm rồi nó đem vô nó đưa tôi coi nước á chú. Em phải tập tự nấu cơm đi. Dạ. Tại vì hồi xưa anh quen được một cái chú đó hồi xưa là cũng
đôi mắt bình thường, nhưng mà đi, sợ đi nghĩa vụ đó, phá một con sau này nó bị lây qua con này. Mà chú rất là hay nghe, chú đi ra giữa đồng, đi mà đâu phải miếng đất của mình mà kia mà công cộng người quẹ nè, mà đi tới miếng đất mình ngồi nhổ cỏ luôn. Còn mằng con cá rô á, là mằng sạch hơn người sáng mắt nữa, mà hết trơn nữa. Cái đó sao tập luyện, em phải chịu khó tập luyện. Công nhân lên tiếng là công chuyện nhà vòng vòng mà em làm được. Rồi có cái giờ nấu ăn là em chưa làm được, tại em chưa có tiếp xúc với cái đó. Em phải tập làm mới được, em phải tự tập. Tại vì cái cuộc sống mình sau này nó còn rất là dài, nên mình còn mẹ già thì mẹ chết. Nói chung ra là cái chuyện đó thì thế nào cũng xảy ra. Rồi em phải tập. Nói chung ra những cái gì em biết bây giờ em phải tập. Tập để sau này để mình tự lo cho mình. Ví dụ mẹ em đi đâu không lẽ đợi mẹ em gì nấu cơm, hay là để mẹ em gì bằng cá, câu cá cho em ăn. Nói chung ra mình làm từ từ đi. Con hứa là con lên hả? Cái tính con hứa là phải đi, là phải làm. Còn không hứa là không làm. Lại trời lại Phật gì được, như tí muốn của mình gái thì cũng gan chứ tiếng ơi, thì chú cũng vui duyên với gia đình của tôi. Thiệt tôi mừng quá trời mừng luôn thiệt. Đi anh Tiến cũng có nói là sẽ đi, là anh Tiến gặp con với mẹ hoài à. Mà không, tại vì mình chưa có tiếp xúc thì không có nói chuyện được. Giờ mà anh mày quen quen nè. Nói đi bán anh cũng có lì xì hoài à. Tại mẹ không nhớ. Mừng tiếng mà lên mừng trời, mình đêm nay cái ngủ hết được luôn. Để con quay sơ ngang không nhà để cho mạnh quân thấy ha. Nói chung nhà mình gì là cũng ở gọi là tạm mà ổn rồi, cũng có đồ đạc đầy đủ rồi. Con cái là hiện giờ là để mà cuộc sống mà kiếm ăn hàng ngày thì nó còn vất vả. Ở đây nóng rồi, cái mình che tấm này cho mát hả cô? Đây là cái sàn sàn chén gào lại đừng cho lỡ anh đi mà không thấy đường á. Sàn này thì nó mục hết rồi, bây giờ sàn dán nha. Ở đây mấy sông cô chú nè, gặp mấy sông. Còn đây cái nhà cầu, nhà tắm đây nó gãy hết trơn rồi. Em không có cái bồn cầu cho mẹ nữa. Nhà thì đồ đạc trong nhà thì cũng có đầy đủ, nhưng mà cái cuộc sống sau này để mà kiếm ngày hai bữa cơm thì rất là khó khăn. Tại vì cô bây giờ cũng đã bệnh rồi, em thì muốn đi làm ăn hay gì đó là cũng phải có một người để mà dắt. Không ở phía đây nè, sát gì luôn, nữa luôn chắc nữa luôn. Dắt đi, tại vì em cũng không thấy đường đó, nên phải có người muốn đi buôn bán rồi có người dắt đi mới được. Chứ còn mà hô để đi nên mà để cái đi kiếm sống là không thể nào. Thì hôm nay thì con lại đây thì con quay chia sẻ cho Mạnh Quân biết, nếu mà có duyên với Mạnh Quân thì Mạnh Quân sẽ giúp đỡ cho cô và em đây ha. Thôi thì thôi con giúp thêm, tại vì sáng số tiền sáng con giúp 500 mà giờ trả nợ hết rồi, thôi bây giờ con giúp thêm 500 nữa ha. Số tiền cũng là của cô Bùi Thị Huệ Dung, cô Dung, cô Dung. Đây con giúp thêm 500 nữa đi. Thấy gia đình cũng thôi, mẹ con tôi cảm ơn mà chị Dung nhiều dữ lắm. Kiếm mừng nhà không ra nữa chú thiệt.
chị em cô bác ở bên chị đỡ cho vậy này kia nọ, mang ơn dữ lắm chứ Tiến ơi. Dạ đây là số tiền 500 ngàn này của cô Dung ha. Dạ, dạ. Chị cảm ơn chị Dung nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cô Dung nhiều. Dạ. Đỡ giùm mẹ con. Thì hồi sáng thì Tiến cũng cho cái clip trước thì Tiến cũng cho 500. Dạ. Clip sau này thì đi tới nhà xác minh. Thì thật sự nói thì nhà cửa thì mình không cần lo phải lo rồi. Bây giờ có lo miếng ăn hàng ngày với tiền cho cô có tiền để mua thuốc uống. À. Thì hôm số... này cũng trong trong á để em làm với ục rồi nó làm nó có tiền. Nó mới lại đưa mẹ cho cổng mình nhập viện cái đặng xét nghiệm lại. Thì nói chung ra là hồi sáng Tiến quay hai clip thì số tiền này của cô Dung ở bên Úc. Thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều đã gửi cho con một ít tiền quỹ để con đi gặp cái hoàn cảnh nào khó khăn thì con giúp cho một ít. Con chúc cô dồi dào sức khỏe, sống lâu với con cháu. Dạ. Dạ, chúc chị Dung có nhiều sức khỏe, cô mạnh khỏe. Cảm ơn cô Dung nhiều. Dạ. Cô Dung ở bên Úc. Cô Dung. Tôi cũng cảm ơn chị Dung ở bên Úc giúp đỡ cho gia đình mẹ con luôn. Chúc cho chị rồi kia nọ khỏe rồi kia nọ là giúp đỡ cho bà con khác như mẹ con của tôi, cũng cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Dạ. Anh Tiến cũng như mẹ em đang ngồi bình thường vậy nè. Là cũng như là cái nó muốn giật là nó giật. Dạ. Rồi em mắc nắm kéo cái chân thẳng ra rồi bóp dầu nóng. Bởi vậy em đi em lo em sợ nó nhất chiều thì gửi ở nhà, gửi cho mấy cô ở sớm nè. Cảm ơn anh chị Bến nha, cảm ơn nhiều. Rồi vậy thôi thì con cũng xin phép cô với em về ha. Cảm ơn. Để con về con đăng cái clip này lên, nếu mà có ai giúp đỡ nữa thì con sẽ lại cho hay ha. Dạ. Dạ. Thì thôi Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em nha. Tiến kết thúc video đây nha. Mong rằng tất cả cô chú anh em hãy xem và theo dõi và nhớ chia sẻ video này ra để cho mạnh quân biết đến. Tiến cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị em rất là nhiều. Thôi Tiến cũng kết thúc video đây. Có nhớ thương Tiến thì cho Tiến một lượt like, một lượt chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Chào anh. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn anh Tiến.